hôm nay mình sẽ review cho mọi người về một chiếc cúp Fairy Cup cúp Nguyệt San mua tại Nhật. Cái này thì tại Nhật có giá là 4.000 yên. Thì đây, đây là cái bill của nó nhé. Đây mọi người xem là 4.000 yên. Và bill này là bill được mua vào tháng 3, 29 tháng 3 năm 2023 nha mọi người. Đó, thì bên ngoài mọi người sẽ ngoại quan cho mình này. Nó có một cái tem. Tem này thì không phải sản phẩm nào nó cũng dán thế này đâu. Có những cái nó không dán đâu. Cái này nó chỉ là tem của cái siêu thị đấy thôi, không có, không phải là tem của hãng. Đây bên ngoài thì là chỉ là một cái hộp, và sờ tay vào thì thấy nó hơi mịn mịn. Đó, nó không bị nhám. Đây, xung quanh hướng dẫn này, gấp vào này, nút vào này, sau đó dùng tay xoay xoay cái thì nó bật ra này. Cái này là size 170. Ngoài size 170 thì nó có size 20. Đây, 75, 15, 17 là tràn nhá. Size này size 17. 17 là sẽ tràn. Đấy, nó sẽ có hai cái lỗ để tràn. Và còn 7,5 là mốc dưới này. Đấy. Đây là size của nó thôi. Thông số này. Thông số về kích thước này. Phải, cái này được sản xuất tại Nhật. Ok, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhá. Ở đây bên dưới này. Cái này mua tại Nhật nên mọi người có thể xem cái ngoại quan để mọi người biết là mình kiểu khi mà mình mua ấy thì mình sẽ mua hàng có chính hãng hay không, nó có khác biệt gì so với những cái mà mình mua chính hãng tại Nhật hay không ha. Đó. Đây, đằng sau nó sẽ có mã vạch để check như thế này. Ok, thì mình sẽ mở cho mọi người xem nhé. Đợi một chút nha. Thì bên trong của mỗi cốc Nguyệt San nó sẽ có gì? Bên trong hộp ấy thì nó sẽ có một cái sổ hướng dẫn ha. Và hoàn toàn bằng tiếng Nhật nha mọi người. Hoàn toàn bằng tiếng Nhật nha. Và có rất ít tiếng Anh ở đây. Bởi vì cái này là hàng nội địa. Đây, cái này thì nó sẽ ở trong một cái túi như thế này. Trong một cái túi như thế này. Và cái này nó được đóng kín luôn nha mọi người. Đóng kín luôn và nó có một cái chỗ xé ở cái đầu này ha. Và khi mà mình cái này thì mình ngoại quan mình thấy khá nhỏ, và khi mà mình dùng ấy mình sẽ gấp nó vào như vậy. Mình sẽ gấp nó vào. Gấp, các bạn hãy gấp nhỏ cái đầu này vào ha. Các bạn sẽ gấp nhỏ cái đầu này vào. Gấp vào. Gấp cho nó nhỏ lại, sau mọi người đưa vào bên trong nha. Đưa vào bên trong âm đạo và mọi người cầm cái này này. Bên dưới này, mọi người xoay nhảy thì nó sẽ bật ra nhé. Đó. Rất là dễ. Chung là mỗi cái thì nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau. Ok. Đó, trong này họ cũng sẽ hướng dẫn nhé. Thì nếu mọi người muốn đọc ấy, mọi người tải cái Google dịch về. Xong rồi mọi người bật cái camera sẽ dịch được nha. Đây. Ok, nhà mình nhận order tất cả các mặt hàng tại Nhật nha. Ai cần gì thì có thể liên hệ với shop nhé. Fairy Cup à. Số điện thoại của shop là 0896618838 nha. Mình nhận đặt mua tất cả các mặt hàng tại Nhật nha. Nhất là các cái hàng thực phẩm chức năng, thuốc cho một số cái bệnh nền đặc trưng ấy, thì mọi người cần thì mọi người có thể liên hệ với shop mình qua số điện thoại 0896618838 nhé. Ok, chào mọi người.